mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Nhân nào quả nấy. Láng giềng tôi có bác Trương ưa luyện khí công, còn dùng khí công để chữa bệnh cho người. Nhưng ông trị người không hết mà bản thân cũng bị bệnh quấy nhiễu. Ông bị chóng mặt đã 3-4 năm nay, uống thuốc trị liệu gì cũng không kết quả. Ông nói: đầu tôi say sẩm giống như là mới vừa uống 2 bình rượu vậy đó. Nhân duyên hội đủ, ông đến gặp Hòa Thượng Diệu Pháp, năn nỉ ngài vận khí công trị bệnh cho ông. Sư phụ cười nói: tôi không thể vận khí công để trị bệnh đâu. Mỗi người mắc bệnh đều có nguyên nhân. Tôi có thể nói rõ nguyên nhân vì sao ông chóng mặt. Còn chuyện bệnh hết hay không thì tùy thuộc vào ông. Đây cũng là đạo lý mà Phật nói: mệnh tự ta lập. Thí như do ông không hiểu chuyện mà làm sai việc gì đó, đem lại thống khổ phiền não cho mình và người. Nếu ông gặp được thiện tri thức giải thích và chỉ ra nguyên nhân, một khi ông hiểu rõ và nhận ra chỗ sai của mình, cố gắng sửa đổi, thì phiền não và thống khổ sẽ biến mất không còn. Bởi vì Phật Pháp không phải để cho người mê tín Phật, Bồ Tát hay một cao tăng nào đó, mà là để mỗi người đều có thể hoạch đắc trí huệ, tự mình cải tạo số mệnh của mình. Bác Trương suy nghĩ một hồi rồi gục gạt đầu. Hòa Thượng nói tiếp: ông bị chóng mặt là do 3-4 năm trước ông từng làm tổn hại một ổ chuột con, có việc đây không? Bác Trương hồi tưởng lại và nói: dạ có chứ, có việc này chứ. Sư phụ, ngài quả là có đại thần thông. Ta nói cách đây khoảng 2-3 năm gì đó, con bữa con vô trong kho chứa đồ, phát hiện ra trời ơi, nguyên cái ổ chuột con mới sinh khoảng 6-7 con gì đó. Trời ơi, đệ tử nhát lắm, đâu có biết làm sao cho tụi nó chết hết. Tụi cái bắt bỏ tụi nó vô cái lồng, trời ơi, dùng hết sức bình sinh, lắc mạnh thiệt mạnh, lắc hồi lâu, con nghĩ là tụi nó đã chết, liền đem ra quăng ngoài bãi rác. Trời ơi, có việc vậy mà cũng liên quan tính chứng chóng mặt của con sao? Đúng vậy, ổ chuột đó không bị ông lắc chết mà chỉ bị ông làm cho chóng mặt thôi. Nhân nào quả đó, đây là nguyên nhân vì sao ông chóng mặt. Ngài phán rất đúng, con từ lúc đó về sau bắt đầu chóng mặt. May là bầy chuột chưa chết, nếu mà tụi nó chết rồi thì không biết con đền mạng tính đâu nữa. Đúng vậy, sát sinh sẽ làm giảm thọ mệnh, bằng không thì ngay đời này cũng gặp tai nạn hoạn ương. Động vật sở dĩ có thể bị giết cũng là do kiếp trước nó từng gieo nhân sát sinh, nên đời này mới bị quả báo như thế. Phần chúng ta, đời này giết hại chúng đó, tức là đang dây nợ mạng. Cứ thế nhân quả tuần hoàn, oan oan tương báo, không bao giờ hết. Vì vậy mà phàm phu chúng ta cứ luân hồi trong lục đạo, không có ngày ra. Chỉ có liễu giải Phật Pháp, tin sâu nhân quả, ngưng ác hành thiện, thì mới có thể thoát ly biển khổ sinh tử. Thế nào, từ nay về sau ông còn muốn sát sinh nữa không? Bác Trương đang ngồi sợ đến ngẩn ngơ, nghe Hòa Thượng hỏi vội đáp: dạ, dạ, từ nay về sau con không dám sát sinh nữa. Nói xong, ông hoan hỉ mách: bạch sư phụ, đầu con tục đột nhiên tỉnh táo rồi, không có chóng mặt hay là choáng chút nào nữa hết. Người chung quanh đều cười. Bác Trương thắc mắc nói tiếp: nhưng mà cái loài chuột nó hại sâu, cắn phá tài sản của con người, thậm chí truyền bệnh dịch hạch. Nếu như không giết tụi nó, tương lai nó sinh sản lan tràn ra nhiều nữa thì sao? Trọn cả tổng thể, từ lớn như vũ trụ và nhỏ tợ di trần, bao gồm tất cả chủng loại sinh mệnh, đều có quy luật vận hành và thời gian tồn tại. Nếu con người có sinh, lão, bệnh, tử,
thì vật có thành trụ hoại không. Cho dù là núi sông biển cả, hoa cỏ hạt xương, chỉ cần có hình thành là có hoại diệt. Thế nhưng cách hoại diệt hay chu trình sinh tử này tự có quy luật của nó. Nếu chúng ta coi thường quy luật tự nhiên, mặc tình phá hoại theo lý luận và ý thích ngu muội của mình, tất nhiên sẽ chiêu lấy ác quả bất kham, khó thể tưởng tượng. Thí như chúng ta vì những lợi ích trước mắt cho phá rừng, nổ đá, khiến rừng bị hủy hoại, núi bị sạt lở và cây cối loài vật trong rừng bị tàn hại. Tất cả việc làm thiếu ý thức này của chúng ta sẽ dẫn đến hậu quả là địa cầu bị ngập nước, khí hậu đổi thay, lũ lụt phát sinh. Ông không thấy số lượng cây rừng bị chặt phá quá nhiều, động vật bị săn giết thảm đến nhiều loài phải mất tích hoặc tuyệt diệt. Loài chuột cũng có rất nhiều kẻ thù trong thiên nhiên như rắn, mèo, diều hâu, chim ưng, chim ó, vân vân. Có thể những kẻ thù thiên nhiên này cũng bị nhân loại chúng ta giết hại ăn thịt hoặc lột da làm y phục, trang sức. Do vậy mới có câu: thiên tai là chính do nhân họa tạo thành. Hòa thượng ngừng một lát rồi nói: tôi bày ông một cách có thể diệt trừ nạn chuột, ông có muốn thí nghiệm thử không? Mọi người đều nhìn hòa thượng chăm chăm. Ngài mỉm cười giải thích: trước tiên phải biết chuột cũng là loài động vật hữu tình, cũng có mẹ sinh đẻ dưỡng nuôi. Chúng cũng giống trâu, ngựa, mèo, chó. Một số có thể nghe hiểu tiếng người. Khi ông hiểu rõ đạo lý không sát sinh rồi, ông có thể hàng ngày chuẩn bị những thức ăn dư thừa cho nó, đặt ở nơi mà chuột thường ẩn hiện, và nói nhỏ: bản thân tôi ngày trước chưa hiểu Phật Pháp nên đã giết hại rất nhiều chuột. Bây giờ tôi đã rõ đạo lý, từ nay về sau nhất định chẳng sát sinh nữa. Tôi vẫn muốn tụng kinh cầu siêu cho loài chuột từng bị giết, hy vọng chuột sẽ không cắn phá đồ vật trong nhà người. Chỉ cần ông thành tâm thành ý làm như thế, nhất định sẽ thấy kết quả. Thậm một ngày kia chuột sẽ dời ổ bỏ đi. Buổi nói chuyện của sư phụ đã khiến chúng tôi mắt tai như đổi mới. Sau đó phương pháp này lần lượt được thí nghiệm, kết quả rất tuyệt. Còn có người trong nhà bị nhiều kiến, họ cũng áp dụng phương thức này và nói rất linh nghiệm. Không tin nữa, thế thì bạn hãy thí nghiệm đi. Ha ha ha, 问什么的说呵。